Chào tất cả mọi người trên diễn đàn nhé. Rồi bây giờ đây, Chào Hải như Nguyễn Lưu là mọi Vong người nhé. khác thì để em giới thiệu sơ qua về cái bản thân em, ví dụ em đang ở tỉnh nào, như nào. Cháu giới thiệu chú, cháu là Dương Ví, cũng hay lên diễn đàn đấy chú ạ. Cháu ở tỉnh Hà Giang mà ở vùng sâu vùng xa luôn, đúng vùng ba luôn đấy chú ạ. À đúng rồi. Đấy, đấy, điện đó là thoải mái, đường bê Ừ, tông, đường đúng rồi. nhựa, chạy tuốt đến tận cổng nhà, ô tô bay biết thoải mái vào đấy là cháu. Đấy là cái thứ nhất. Mà cái điện, đường, wifi các thứ là có đầy đủ. Đấy, bây giờ vẫn live stream với các chú ở thành phố. Hà Nói Giang. chung Cháu là ở cháu Hà ở Giang thành là cháu phố. ở huyện nào cháu? Cháu ở huyện Vị Xuyên chú ạ. À Vị Cháu ở huyện Xuyên Vị à? Xuyên. Đúng rồi, Vâng. đấy đấy là Khi nơi nào địa đầu tổ có quốc dịp. nha. Rồi. Vâng. Khi nào có dịp chú lên Hà Giang quê cháu chơi, có nhiều đặc sản lắm, món ngon. Ok. Nói chung là không phải ăn đồ Chú cái tỉnh tàu như Hà bọn Giang nó mà nói. Cao Bằng là chú chưa đến, nhưng mà năm tới là có khả năng chú sẽ lên cái vùng cao Vâng. nguyên đá Đồng Văn, mà Vâng. cái Vị Xuyên ấy. Rồi chú sẽ, năm Vâng. nay có khả năng gần Tết thì dịp Tết chú sẽ ra bắt được cháu chú lên. Rồi xin mời cháu. Vâng. À, cháu cứ nói mọi người Chú nhé, lên cháu chú cứ xin alo cháu một cháu. phút nhé, Vâng. cháu cứ nói. Bình. Vâng. Hải Nguyễn này. Nói thật với anh nhé, tôi đúng ở vùng sâu vùng xa thật, nhưng mà tôi không bao giờ đi làm thuê cho người nước ngoài như ông. Đấy, thứ nhất. Thứ hai, bọn tôi không làm thuê cho người mà gọi là đem quân đánh Việt Nam. Đó là cái thứ hai. Thứ ba là bọn tôi không phải đi đu càng, không phải phụ thuộc bố mẹ thằng nào hết. Nếu mà mất điện, bọn tôi bật wifi các thứ phát sóng chửi các ông bình thường. Riêng Ba Sọc với Việt Tân ở bên kia bố láo bố tuét, bọn tôi chửi chửi cháy máy luôn. Hải Nguyễn nghe thấy không, kể cả bây giờ mất điện tôi vẫn bật 4G tôi phát chửi các ông được đấy. Còn các ông ở bên kia ơi rồi nông thôn nghèo Đúng. xin ăn, chính bên Mỹ các ông ấy người vô gia cư mới nhiều xin ăn. Mỹ văn minh lịch sự, đúng văn minh lịch sự thật đấy, nhưng mà toàn đem bom đạn đi đánh khắp thế giới. Ai nuôi quân IS? Chính bố Mỹ tạo ra chứ có ai đâu. Rồi cháu chào chú, chào mọi người nhé. Cho cháu xuống để cho người khác lên chia sẻ cho. Cháu tức Được thằng rồi, cháu Hải cứ Nguyễn nói này một tí nữa đi. Bây giờ này, quá. những cái người mà ở trên cái vùng mà gọi là vùng cao cao mà Hà Giang ấy, Vị Xuyên này, tất cả các thứ, thì nói chung là đấy, cái cuộc sống của các cháu ở trên những cái vùng cao mà tức là cái đỉnh cao nhất của Tổ quốc hiện nay là ở chỗ cháu ở, đúng không? Có cái cuộc sống Vâng. rất là tức là cũng không phải là giàu lắm, nhưng mà nói chung là những cái chuyện ăn uống này, những chuyện sinh hoạt này, hoặc là xe pháo xe máy biết các thứ thì là thoải mái, đúng không? Chứ ví dụ mình thì không có, chưa có, ví dụ nghèo thì chưa có ô tô đi chẳng hạn, đúng không? Hoặc là Vâng. chưa có mấy, có khoảng một vài tỷ để trong ngân hàng, ví dụ thế ạ. À, thì nó Vâng. ấy thôi, chứ còn bây giờ bảo đói ăn hoặc là không có cái xe máy mà đi, hoặc là nhà ở như túp lều tranh ấy thì không không còn nữa, đúng cháu? Đấy là những người ở vùng cao Vâng. như cháu chia sẻ với mọi người, và nói chung Vâng. nhất là Hải Nguyễn, Nguyễn ấy, biết thì là ấy, vì Hải Nguyễn thì chưa biết, bây giờ có khi nhìn trên tấm bản đồ Việt Nam chưa biết Hà Giang ở chỗ nào. Bây giờ Đấy. Cho nên là sau này cháu mời chú có dịp lên Hà Giang, chú lên huyện Vị Xuyên, cháu có cửa khẩu Thanh Thủy, xong lên Đồng Văn Mèo Mạc và lên nơi cao nhất của Tổ quốc là cột cờ Lũng Cú ấy chú. Lũng Cú, Quay đúng rồi. phim vâng. Đấy. Rồi, Để cho nó xem sẽ như có một bây dịp giờ chú sẽ lên Hà Giang. Rồi. như bọn cháu bây giờ muốn vào thành phố Hồ Chí Minh ấy, sáng sớm thì xuống Hà Nội đi xe 6 tiếng, trưa ở Hà Nội tối đến thành phố Hồ Chí Minh ngay. Có gì đâu. Đúng rồi. Máy bay 2 tiếng Đấy. vào đến Tân Sơn Nhất rồi. Ấy có gì Đúng. đâu. Chả sung sướng hơn bọn nó làm thuê ở bên Mỹ nhiều à chú nhỉ. Đấy, thôi cháu chào chú, chào mọi người, cho cháu xuống. Rồi. Rồi. Rồi mời Thái Hồng Hiên này. Vì là nó cũng tùy thời điểm mà cái mạng nó mạnh chẳng hạn. Rồi, anh chào em. Em chào anh Bằng, em chào tất cả anh chị em. Chị nói cho Nguyễn Hải nghe nè, Hải Nguyễn nghe nè. Chị ở miền Tây với em, ở An Giang vùng sâu vùng xa quê chị á, thấy không? Mà bây giờ nó còn phát triển á,
ha. Mà chị nói cho em nghe nè, em đừng có khoe, đừng có nổ ở bên Mỹ ha. Ở bên Mỹ đó em ăn ba cái đồ hộp cho nhiều vô đi, rồi em đi về Việt Nam á, em đừng có mang cái bệnh ung thư về Việt Nam mà lây cho bà con trong nước nghe anh Hải Nguyễn. Chị dặn em như vậy đó nghe không, nghe Nhưng mà em ăn ba cái đồ lạnh đồ hộp ở bên hạ bên bên Mỹ nhiều quá rồi đó, em thành ra bị ung thư. Em đừng có đem ô nhiễm mà bệnh ung thư đó về Việt Nam giùm cho chị nghe. Trước khi mà giờ sân bay em phải là tẩy trang hết cái con người của em nghe, để không thôi á hả là con người em bị ung thư nó lây nhiễm cho người Việt Nam đấy, nghe không nè. Ở bển thèm lắm hả cưng, thèm canh chua, thèm cá lóc, thèm đồ Việt Nam nhiều lắm rồi hả cưng hả. Ngày xưa ở Việt Nam không có công ty á, là công nhân không có, có người đi làm công nhân không có tiền thì phải đi qua nước ngoài, đi kiếm nước ngoài để đi làm công ty. Ngày đó đói quá về tới tao trốn được tao cũng trốn đi, đang đi làm kiếm tiền gửi Việt Nam nó biết không. Chị cũng đi nó lúc biết không hả Nguyễn. anh Duyên cho anh trả lời cái bạn Danny Trần một cái này. Nó bảo là coi như bây giờ mình phải công nhận một điều là ngày xưa miền Bắc rất là đói khổ đúng không, còn nhân dân miền Nam ở những cái vùng mà tức là cái vùng mà nông thôn ấy thì cũng rất là nghèo đói, cũng chỉ được như một số vùng ở cái vùng mà do Việt Nam Cộng hòa kiểm soát thôi thì là người ta có của ăn của để có giàu tí, nhưng mà những cái tiền đấy đâu ra toàn do Mỹ viện trợ thôi đúng không. Chứ còn cái Việt Nam Cộng hòa nói với Danny Trần không làm được cái gì hết đấy. Năm 1900 vừa tôi vừa nói nhá, cái GDP của Việt Nam Cộng hòa năm 1974 mới được 54 đô la trên một đầu người, còn lại là tất cả là viện trợ của Mỹ. Cho nên là những cái gì mình làm ra thì gọi là của mình, còn những gì mà người ta cho là của người ta, nhưng khi người ta rút ra một cái coi như mình chạy tụt quần là không Giờ kịp cho em nói với đấy chị nói. em nói với Hải Nguyễn nè, chị nói cho mày nghe nè Hải Nguyễn, mày tối ngày đi so cái đất nước Việt Nam mà cái đất nước chiến tranh triền miên ăn hết Pháp tới Mỹ rồi tới Bon Bót tới Trung Quốc nữa, mày thấy triền miên gì từ năm 85 mà cũng còn giặc nữa, mày thấy không Người Việt Nam ăn không cắp ăn cướp của người Việt Nam là đúng là à. thằng ngu. Tao nói thấy không, tao nói cho mày nghe, chị mày nói cho mày nghe Hải Nguyễn, mày đừng có so cái Việt Nam mà với Singapore ha. Cái Việt Nam tới năm 85 còn đánh giặc Pol Pot Trung Quốc nữa nghe mày nghe. Nó nói năm 97 Nghe chưa? bây giờ này như này nói bạn Tâm Võ có khả năng bạn trẻ chứ nói đâu xa, nạn đói năm 1945 cái nạn đói đấy là một cái nạn, bạn chỉ cần bạn nói chứ cái nạn thôi, nạn tức là tai nạn đúng không. Mà năm 1945 cái nạn đói năm 1945 do thằng Nhật nó làm mình chết đói 2 triệu người ở Thái Bình, nhiều nhất ở Thái Bình và tỉnh Bây Bắc Ninh giờ á tụi bây và lây thằng Hải Dương nữa bây giờ đúng không, đấy do thằng Pháp anh em do mình Nhật. nói á, anh em mình nói đúng á, đầu nó nói không đô lại rồi bắt đầu nó lôi Bác Hồ ra, anh chặn cái thằng Bác Hồ, thằng chằn chằn gì đấy Không, thằng đây Trần nghe rồi không, nói không lại bắt đầu nguyên lôi tắc của Bác tôi nhá, Hồ nghe. Đây nè tao nói cho cái thằng chị mày, nói cho thằng Hải Nguyễn anh nói với tự nhiên với tất cả mọi người này ở cái kênh của anh chửi anh như thế nào cũng được, dạ. chửi nhau như thế nào cũng được, nhưng mà chửi Bác Hồ lốc dứt khoát là như thế, hoặc là chửi Đảng Cộng sản mà nặng nề lốc, cho cái vấn đề vào đây nó phải lịch sự tí, còn chửi tôi như thế nào cũng được, muốn chửi chó mèo chửi các kiểu gì thì bố mẹ tôi đây tôi chấp nhận, nhưng mà động như Bác Hồ là một cái vị lãnh đạo thiêng liêng của nhân dân Việt Nam. Lúc cỡ khoảng độ 7 giờ tôi có chiếu lên về cái lễ tang của Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi thật tôi cũng muốn nói nhưng mà nước mắt tôi đã chảy ra, tôi nói bạn Em vì thế cho nên là những kẻ nào xúc phạm Bác Hồ là kẻ thù của nhân dân Việt Nam, không có ở trong kênh tôi, sẽ tiếp nói lời thẳng anh với tất mà cả các em bạn. sẽ tiếp lời cho cái thằng chị nói cho mày nghe nè, Hải Trần và mấy đứa bao que nghe nè ha, tụi bay đừng có so cái đất nước Việt Nam hay Campuchia hay Lào hay gì hết, bay cứ nhìn thẳng vào cái đất nước Việt Nam ha, bao nhiêu cái cuộc chiến tranh đi qua từ Pháp ha, rồi tới Nhật rồi tới Mỹ tụi bay thấy không ha, rồi tới Trung Quốc rồi tới miền Campuchia Pol Pot đó, tụi bay thấy không, nó chuyện miền tới năm 85 mới hết giặc, thì tụi bay hết giặc rồi tụi bay Rồi anh Tư mình ba cái mà mua lớp cái thằng ấy khí ra quân dụng những thằng nào đó chửi Bác Hồ, chỉ động với Bác Hồ một tí đây tôi nha. lớp hết, kể cả kênh kênh tôi như nào, nhưng mà những cái kẻ mà đã xúc phạm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh tôi đã đề ra nguyên tắc kênh rồi, tôi rồi là bị lớp. Có một lần ấy, có thằng Nguyễn Thái Học nó chửi một lần nhưng mà tôi đã cảnh báo nó, tôi tha cho một lần, nhưng mà lần thứ hai tôi lớp. Ha, nói cho cái đám bao que với Hải Trần biết nè, chị nói cho các em biết nha ha, tới 8 năm 1985 mới hết giặc, thì tụi em tính đi ha,
rồi cái đất nước Việt Nam hết giặc rồi còn là một cái đống hoang tàn, đường xá, trường trạm, trường học. Lúc đó những cái đứa trẻ thất học ha, rồi đường giao thông không được thông thoáng ha, đi tới đâu cũng không được thông thoáng, đi tới đâu cũng đi tàu đi xe ha, đường xá cũng vậy, trường trạm, rồi em thấy không ha, rồi những gì y tế nữa. Việt Nam phải cải tạo là tới bây giờ có nhiêu mấy 20 năm mà các em bây giờ muốn cái gì nữa hả? Vì so đứa đất nước nào hả, cái đất nước chiến tranh mà so bì cái gì hả? Ba que tụi bay hay mở cái ốc tụi bay ra, mở to con mắt tụi bay ra, phải nhìn vào cái đất nước Việt Nam là cái đất nước chiến tranh triền miên, nghe không? Xin chào cả nhà. Rồi viên nó dỗ xấu đấy, cho nên là tôi nói với tất cả các bạn này, hoặc kể cả những người bên kia phía bên đối lập ấy, là vào kênh của tôi không được xúc phạm đến Bác Hồ. Bác Hồ là một vị cha già của dân tộc và là một người rất thiêng liêng đối với những người dân Việt Nam yêu nước của chúng tôi. Đấy, vừa nãy tức là cứ khoảng độ hơn 7 giờ tôi có chiếu một cái về cái lễ tang của Hồ Chủ tịch năm 1969. Nói chung cái bản thân tôi cũng không thể nào cầm được nước mắt khi xem lại những cái bộ phim về phim tư liệu lịch sử về Bác Hồ nữa. Cho nên là chỉ những cái thằng đầu bỏ óc tôm với lại thứ nhất là những người đã khuất thì mình nói đó là một sự vô lễ, rất là vô lễ rồi. Rồi xin chào anh. Xin chào anh, xin chào mọi người. Tết này mà ra ngoài này chơi, ra ngoài Hà Nội chơi, điện cho tôi đến nhà tôi chơi. Tôi nghèo thôi, tôi thì nghèo hơn các anh nhiều, tôi nghèo nhất Việt Nam đây. Nhưng mà thôi cứ đến nhà tôi chơi, không có gì thì ta uống cà phê, nước chè với nhau cũng được. Okay. Em vui vẻ là được. Thế hơn lúc nào ra đây cứ gọi điện cho tôi. Và đấy, thế còn tôi muốn nói này này, các anh so bì, nói cho các anh ấy biết này này, các anh so bì giữa Việt Nam với Mỹ. Thì các anh so bì thế mà so bì được thì tôi cũng không hiểu các anh đầu óc anh nghĩ như thế nào. Bây giờ nước Mỹ nó hơn 200 năm, gần 250 năm rồi. Mà bây giờ vẫn còn nhiều người ăn xin ăn mày còn hơn ở Việt Nam. Việt Nam còn ít hơn ở bên Mỹ. Thế đó, có nghe. Nói chung là Việt Nam thì không giàu được như Mỹ. Nhưng mà nước Mỹ còn có nhiều tệ là hại hơn là ở Việt Nam. Đấy tôi nói như thế. Bản thân các anh cứ ra đây nhìn xem, người Việt Nam chính bản thân các anh còn không có công an Việt Nam, còn giả điên để ăn tiền điên, cái tiền trợ cấp điên cơ. Đấy, nói như thế anh không biết nhục. Người Việt Nam ở bên Mỹ đấy, còn giả điên để ăn tiền cái tiền trợ cấp điên đấy. Đấy, các anh có nghĩ đến như thế không? Nhưng việc người Việt Nam tôi à, là chúng tôi chịu khó làm ăn, nghèo thì ăn nghèo, giàu ăn giàu. Các ông có tiền nhiều thì ông buôn bán đồ to, tôi không có tôi trồng rau nuôi lợn. Tôi không có tôi là trồng rau nuôi lợn đủ sống, đúng không? Đấy, thế là người nào được rồi, hạnh phúc rồi. Chứ tôi không phải đến mức giả điên để đi ăn xin tiền điên của người ta như các anh ở bên Mỹ đâu. Đấy, các anh ở bên Mỹ thì anh còn xin được tiền điên, nhưng về Việt Nam này các anh không xin được tiền điên đâu. Nó cho các anh vào trong trại, các anh ở điên nó cho các anh vào trong trại, nhốt trong trại điên.